Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chủ động phòng chống dịch bệnh, với quyết tâm xây dựng xã Xuân Hải đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các bước theo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Năm 2022, thôn Đông Biên được xã Xuân Hải chọn để tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, trong những ngày qua, cùng với tập trung phòng chống dịch bệnh, cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Đông Biên đã ra quân cải tạo, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn. Theo kế hoạch, thôn Đông Biên sẽ lát gạch block toàn bộ khuôn viên nhà văn hóa cùng sân vui chơi giải trí, thể thao. Với diện tích trên 1.200 m², xây bồn hoa và trồng cây cảnh, cây bóng mát quanh khuôn viên nhà văn hóa và dọc các tuyến đường. Dự kiến tổng nguồn lực mà thôn Đông Biên phải huy động để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu khoảng trên 1,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,4 tỷ đồng. Để thôn Đông Biên xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, thôn quyết tổ chức họp mặt trận, họp chi bộ, rồi các đồng chí đảng viên trong chi bộ quyết tâm là phấn đấu về cùng với ban mặt trận thôn phấn đấu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2022. Sau đó đã nhóm tổ chức họp vận động dân, họp tại tận các tổ cộng đồng và tại để vận động dân ta tập trung xây dựng thành công cái khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2022. Để phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả thực chất, cấp ủy chính quyền xã Xuân Hải đã ban hành nghị quyết, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách cụ thể, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Ban chỉ đạo đã phân công các tiểu ban, từng thành viên thực hiện những phần việc theo các tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, đồng thời phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể trong việc vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng và thực hiện, Xuân Hải còn lồng ghép phát động thi đua, xây dựng tuyến đường văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp, lắp đặt mới tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Các mô hình dân vận khéo, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình hành động, xây dựng cái kế hoạch cụ thể để cùng với địa phương thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bằng việc làm cụ thể thiết thực, phát huy cái vai trò nòng cốt trong cái công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, rồi là đóng góp cái công sức tiền của, rồi trong cái phong trào hiến đất, hiến tường rào, rồi hiến kế để rồi cùng với địa phương là cùng chung sức với địa phương để xây dựng được cái xã đạt chuẩn trong năm 2021. Năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên Xuân Hải vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Có thêm 3 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bê tông hóa thêm trên 200 mét đường giao thông, đổ hơn 2 km lề đường, lát trên 1 km gạch block, xây kè trên 800 mét đường giao thông các loại, hoàn thiện nhà học 2 tầng trường mầm non. Để tiếp tục duy trì khí thế xây dựng nông thôn mới trong mỗi người dân, hiện nay Xuân Hải đang chỉ đạo các thôn huy động bà con nhân dân tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, dọn vệ sinh môi trường, trồng bổ sung và chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát trên các tuyến đường giao thông. Tiếp tục giữ vững cái phong trào là toàn dân là xây dựng nông thôn mới, trong đó là đang còn một cái số hạng mục cần phải nâng cao lên. Hạng mục là thứ nhất là ở cái chỗ này là vệ sinh môi trường, rồi thứ hai là cảnh quan của môi trường nữa. Trên cái cơ sở đó nó là riêng về riêng phòng thì được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân, cho nên hàng tháng, hàng tuần nó là vệ sinh môi trường được đảm bảo. Còn về công tác tuyên truyền thì được người dân là ủng hộ và đồng tình rất cao. Với quyết tâm xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, Xuân Hải đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu,
đó là tiếp tục củng cố các tiêu chí của xã nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, giữ vững và nâng cao các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu hai thôn còn lại đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP 3 sao, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, nâng cấp và rải thảm nhựa hơn 3 km đường giao thông trục xã, nâng cấp hệ thống đường giao thông trục thôn. Chúng tôi ban hành khung kế hoạch rà soát lại tất cả các tiêu chí theo cái quy định của tỉnh đối với một xã nâng cao. Trên tinh thần rà soát thì chúng tôi đã phân công phân nhiệm cho các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban quản lý phụ trách các đơn vị thôn xóm. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tổ chức cái lễ phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao năm 2022 và đồng thời Tết công trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của năm. Trong năm thì chúng tôi trên tinh thần cái khung kế hoạch thì chúng tôi đã rà soát các cái tiêu chí. Thì hiện nay thì xã đã đạt được 11 trên 20 tiêu chí. Còn 9 tiêu chí thì chúng tôi đã rà soát và có xây dựng từng tiêu chí, từng lộ trình cho từng tiêu chí. Với tinh thần là toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2022. Và đặc biệt thì các cái tiêu chí mà chưa đạt thì chúng tôi rà soát thật kỹ để rồi thực hiện cái nhiệm vụ trong những nghị quyết của Đảng ủy đã đề ra. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân sẽ xây dựng thành công và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.